nay điện máy tối nay sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy xay thịt đa năng dùng trong gia đình hoặc là dùng mọi người ai mà bán thịt lợn ấy ở ngoài chợ ấy, cũng có thể dùng được bởi vì nó cũng khá là lớn, cái nồi cũng khá là lớn. Thì là một chiếc máy xay thịt 900W, động cơ đồng là dây đồng 100% luôn, bảo hành cho động cơ là 6 tháng. Máy thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện ở ngoài, cũng có chức năng là chống rỉ sét luôn, ngăn ngừa điện. Đấy, thì đây là toàn bộ chiếc máy này. Máy thì có thân nồi là bằng inox, dao ở trong đây thì làm bằng thép chống rỉ nên là rất an toàn cho thực phẩm, nhưng mà hoàn toàn là inox 100% nhé. Nó còn được tặng kèm là một cái máy, một cái phụ kiện này lắp vào để chúng ta đánh tơi này, đánh bông này, để chúng ta làm ruốc này. Đấy, còn đây trong chiếc nồi. Đấy, chiếc nồi trong xay. Đây, cầm nó thiết kế rất là tiện lợi, nghĩa là khi mà chúng ta xay xong chúng ta muốn đổ ra thì có thể việc nghiêng máy như này thôi, thì chúng ta để một cái loa hay là cái chậu gì ở dưới này, chúng ta sẽ gạt hết sản phẩm ra. Và mỗi một lần dùng xong thì chúng ta lên vệ sinh luôn. Thì máy này chúng ta có thể xay thịt, xay cá, xay cua, xay cả được đầu gà. 900W rất là mạnh, có thể xay được đầu gà. Hoặc là cũng có thể xay các đồ gia vị, hoa quả, hoặc là xay thuốc, sắc thuốc để uống cũng đều được. Với cái công suất 900W của nó thì có thể chúng ta xay được rất là nhiều thứ. Và tốc độ vòng quay của nó tận là 2900 vòng trên phút. Thì tốc độ xoay rất là nhanh, có thể làm mịn được mọi thứ, xay thịt để làm giò, đúng không? Làm giò chả đều được. Và thì máy này mỗi lần chúng ta để xay được tầm một mẻ, cũng có thể xay tầm 1 cân thịt đến 1 cân rưỡi thịt. Đó. Hoặc chúng ta để lựa, chúng ta thái nhỏ, chúng ta xay cho vào làm nhiều lần xay cũng được. Thì cứ thả từng miếng vào để nó xay xong thì chúng ta lại thả vào để xay tiếp thì cho nó đỡ nặng cái máy. Thì có thể khi mà thả thịt vào thì chúng ta đậy nắp vào và chúng ta công tắc ở đây, máy có công tắc rất là dễ. Đây, khi đây là công tắc của máy này, đây đang là dưới là đóng này, gạt lên là mở. Chúng ta xay cứ xay tầm 20-30 giây, chúng ta lại dừng một tí, xong rồi chúng ta lại bật lại cho máy nó khởi động, nó xay thì như thế thì nó sẽ bảo đảm cho motor hơn, thì chúng ta sẽ máy sẽ dùng được làm là thọ hơn rất là nhiều. Và lâu lâu chúng ta cũng phải bảo hành máy, chúng ta có thể ở những khớp quay, chúng ta có thể tra dầu, tra mỡ vào cho nó để nó sẽ dùng được lâu và bền hơn. Thì khi mà dao xay ấy, nó sẽ xay nhiều nó sẽ dẫn đến trở là bị mòn, thì quý vị có thể tháo ra, chúng ta đi mài, nhưng mà có đến mài đến một thời điểm nào đấy nó gần hết rồi thì chúng ta bắt buộc phải mua dao mới thôi. Thì bên chúng tôi cũng bán kèm theo dao đi kèm. Thì mỗi lần mà tháo dao thì chúng ta có thể lấy cái chốt này, chúng ta dí vào đây để cho nó cố định lại trục. Thì chúng ta sẽ dùng cái T, chúng ta T8 này, chúng ta để xoay để mà tháo dao ra. Tháo và lắp thì rất là đơn giản thôi, không gì khó cả. Hoặc là chúng ta để thay vào để chúng ta đánh ruốc chẳng hạn. Thì cái máy này thì chúng tôi có vận chuyển là toàn quốc này, đều được miễn phí vận chuyển và bảo hành cho motor là 6 tháng. Nếu như quý vị mà muốn mua máy thì hãy gọi điện đến số máy ở trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm, hoặc quý vị có thể vào phần mô tả và vào trang trang web của chúng tôi để đọc chi tiết hơn về chiếc máy này. Thì quý vị cũng có thể bấm theo dõi kênh của chúng tôi để sau khi mà có nhiều máy móc mới thì có thể thông báo quý vị để có thể phục vụ được lợi ích của gia đình tốt hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.